Xin chào các bạn đến với kênh Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật có trong ngày. Chỉ còn một ngày nữa thôi thì người hâm mộ sẽ được tận mắt và tận tai lắng nghe các sản phẩm mới của các cô gái Blackpink trong full album đầu tiên The Album cùng với ca khúc chủ đề. Tuy nhiên thì ngay trong đêm 30 tháng 9, các fan lại đang vô cùng hoang mang khi mà tất cả các ca khúc trong full album đều bị leak tràn lan trên YouTube cũng như là mạng xã hội Twitter. Cụ thể hơn, nhà phát hành đĩa JPC tại Đức khi đăng tải nội dung bán đĩa cho The Album đã đính kèm luôn bản nghe thử cho mỗi ca khúc trong đó. Và điều đáng quan ngại là độ dài của mỗi bản nghe thử lên đến 30 giây. Điều hiếm khi xảy ra đối với các nhóm nhạc Hàn Quốc khi phát hành những bản highlight medley hay là sampler cho sản phẩm âm nhạc của mình. Thông thường thì các bản highlight medley hay là sampler được tung ra chỉ dài trung bình 15 giây và mục đích kêu gọi người hâm mộ tập trung chờ đón và cũng là một cách để các nhà phát hành PR cho sản phẩm sắp ra mắt của nghệ sĩ nhằm thúc đẩy lượng mua sản phẩm. Nhưng việc bị tung đến 30 giây cho một bản nhạc nhá hàng như Blackpink thì lại là hiếm thấy. Chính bởi điều này nên fandom của Blackpink đang rất phẫn nộ và yêu cầu không nghe, không chia sẻ, báo cáo toàn bộ các link đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trên thực tế thì hành động này của nhà phát hành là không trái với quy định, nhưng nắm bắt được tình hình kịp thời, JPC đã chính thức xóa bỏ toàn bộ các bản nghe thử trên trang web của mình. Người hâm mộ lúc này đã nghe được toàn bộ, người thì chưa, nhưng dường như tất cả đều đang cùng chung một mục đích là chờ đón ngày phát hành chính thức của The Album. Ngay sau đó thì Universal Music Group, đại diện toàn cầu của Blackpink đã tham gia vào công tác dọn dẹp bãi chiến trường, xóa sạch những bản nghe thử được fan đăng tải lại trên các trang mạng xã hội khác. Đây được cho là một động thái ngầm xác nhận bản nghe thử kia chưa được cho phép, rất có thể là do nhầm lẫn giữa các bên phát hành mà bản nghe thử đã được JPC đăng tải sớm hơn so với quy định. Những người hâm mộ có dịp được nghe trước các ca khúc đã nhanh chóng đưa ra các bình luận đầu tiên và The Album đang nhận được phản ứng vô cùng tích cực. Ngày hôm qua 30 tháng 9, thì Twice đã công bố dự án hoàn toàn mới chính thức trở lại đường đua K-pop trong tháng 10 này. Cụ thể là tròn đúng 2 năm kể từ Twice Tagam, 9 cô gái sẽ trở lại với một full album phòng thu hoàn toàn mới với những ca khúc được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây có lẽ là thứ mà người hâm mộ chờ đợi từ lâu, đặc biệt là sau nhiều lần họ đích thân lên án cách hoạt động của công ty quản lý. Cụ thể thì theo tấm poster mới được đăng tải trên loạt tài khoản mạng xã hội của Twice thì người hâm mộ của nhóm sẽ được thưởng thức 4 đoạn video kỷ niệm 5 năm ra mắt của nhóm vào 4 ngày đầu tháng 10, lần lượt là ngày mùng 5, mùng 6, mùng 8, mùng 9 tháng 10. Sau đó thì sẽ chính thức bắt đầu với loạt teaser chính thức kéo dài từ ngày 11 tới 17 tháng 10. Sau ngày kỷ niệm debut vào 20 tháng 10, Twice sẽ chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới vào ngày 26 tháng 10. Thật trùng hợp là vào ngày 2 tháng 10 tới, một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop hiện nay bên cạnh Twice là Blackpink sẽ tung full album mang tên The Album. Dù có lịch trình ra mắt cách khá xa nhau thế nhưng sẽ rất thú vị khi xem hai nhóm có màn thể hiện như thế nào khi đều ra mắt album phòng thu, một cột mốc lớn trong sự nghiệp và hãy cùng chờ đón Twice trở lại với ngày 26 tháng 10. Và tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.